cũng xin được mời lên sân khấu huấn luyện viên diễn xuất đạo diễn Katie Win, và cũng xin được mời đại diện của PS Việt Nam, đơn vị cung cấp camera và thiết bị sản xuất cho phim Chị Em 2, xin được mời bà Thanh Nguyễn. Vâng ạ, chúng tôi xin phép một lần nữa được mời đại diện của các đơn vị đã đồng hành cùng với Chị Em 2 tạo nên sự thành công của bộ phim. Và đây là đơn... Thôi còn một cái nữa rất là đặc biệt, rất là cảm động, bởi vì là Kỳ Văn là cái nhà đầu tư mà khác hơn, khác tất cả các đơn vị khác. Đến với tất cả quý vị đang có mặt tại sự kiện công chiếu phim điện ảnh Chị Em 2 trong buổi tối ngày hôm nay tại CGV Vivo City. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều trong buổi tối ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây cùng với chúng tôi với sự kiện công chiếu này, và hy vọng tất cả các anh chị sẽ có một buổi tối. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay lúc này đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng chờ đón vào khu vực thảm đỏ sự xuất hiện của người mẫu cho nên dành thời gian quý báu của mình đến đây để đồng hành cùng với chúng tôi, và hy vọng là tất cả các anh chị sẽ có được những chiếc phim thật tuyệt vời cùng với chị em và sẽ cùng với chúng tôi lan tỏa những điều này đến với tất cả quý vị khán giả, để mọi người sẽ cùng trao đạo một mùa Tết ủng hộ cho chị em 2. Xin được cảm ơn.
đã cùng tạo nên sự thành công của chị em. Anh ơi, anh đã có mặt ngày hôm nay để cùng chúc cho bộ phim của chúng ta sẽ luôn. Chụp rồi. 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 Chụp
của ca sĩ diễn viên Hoàng Yến Chi Mi cùng với diễn viên Ngọc Trinh. Và tiếp theo chúng ta cùng chờ đón sự xuất hiện của nhà thiết kế. Em bơ ra tổ chức cho em tắm nhỉ? Xin qua đây xin ạ. Xin qua đây xin mọi người. Tắm cái chân này.